chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lên trao bảng danh vị cho câu lạc bộ Hà Nội. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Quân, đại diện nhà tài trợ chính Bamboo Airways sẽ lên trao bảng tiền trị giá 1 tỷ đồng cho câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ sẽ là giây phút đặc biệt được mong chờ nhất của buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Khoảnh khắc chiếc cúp vô địch được trao tới tay các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ Hà Nội. Những cầu thủ đã cố gắng và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để đến được đỉnh vinh quang ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ lên trao chiếc cúp vàng danh giá cho câu lạc bộ Hà Nội.